Bố tôi thì rất là kỵ, bố tôi nói rất nhiều, nhưng mẹ tôi cứ nói là phải mua. Chú rất là hạnh phúc khi mà chú có một người mẹ rất là nhân hậu. Mặc dù cha mẹ chú thì không phải là người học cao, chỉ là người biết chữ thôi, chỉ lớp mấy thôi, nhưng mà mẹ chú cũng là một cái biểu tượng trong cuộc đời của chú. Ở nhà chú trên phố thì làm cái nghề vá xe đạp. Cái tưởng là nghề vá xe đạp ấy, thì người ta nghĩ có tiền ấy. Thì có một cái người ăn xin ấy, cứ đi qua nhà chú ấy, là họ ghé vào xin. Mà mẹ chú thì có một quan điểm là họ đã vào xin, nghĩa là họ không có, sẽ cho. Nhưng mà họ xin quá nhiều, lần nào cũng xin, ngày nào cũng xin, mẹ chú không ít thì nhiều một tẹo. Thế cho đến một hôm thì cái người ăn xin dẫn đến hai đứa con đến xin. Thì mẹ chú vào bê cái hòm gạo nhỏ nhỏ, gọi là cái xô gạo ra. Mẹ chú nói là thực sự nhà tôi chỉ còn có hai cái bơ gạo thôi. Thì bác lấy một bơ. Rồi lúc đấy bố chú ra, bố chú mắng cho mẹ chú một trận không ra gì. Bố chú vào đến nhà ai thì việc của họ, mình có tiền đâu. Bố chú đuổi và thôi ông đi đi, đừng có đến đây nữa. Và cái người ăn xin đi rồi thì một lúc sau chú nhìn thấy mẹ chú chạy theo người ăn xin, xin lỗi người ăn xin đấy. Là chồng tôi mắng bác nhưng mà không phải ý của ông ấy xấu. Và một thời gian khoảng tầm một tuần, hai tuần gì đó thì tôi lại thấy người ăn xin ở nhà. Với người ăn xin ấy mang đến hai bò gạo và nói rằng tôi biết nhà cô cũng không có nên tôi giả lại và tặng cô một bò nữa. Đó là một câu chuyện mà tôi được chứng kiến. Đó là những thứ mà chúng ta cho đi, có thể chúng ta sẽ nhận lại. Rồi một câu chuyện nữa, nhà tôi ở miền núi mà thì củi không phải là thiếu. Ở trước nhà có những cái cây rất là lớn, chỉ nguyên cái củi khô nó gãy xuống mình cũng đủ đốt rồi. Nhưng có một cái anh ấy, là anh gần như là anh có một chút về cái ý thức. Thế là hàng ngày anh cứ gánh củi, cái bó củi của anh bé nhìn nó xấu lắm. Không phải như bây giờ người ta bán củi, người ta cũng phải làm cho bó củi nó đẹp. Anh cứ đi xuống chợ anh không bán được, anh lại mang về đứng trước cửa nhà tôi. Và anh cứ nhìn mẹ tôi cứ cười. Anh không biết chào thế nào, không biết bán thế nào, không biết thuyết phục thế nào. Và mẹ tôi lại mua. Và tôi nghĩ là nhà tôi phải có đến vài chục cái gánh củi, cái bó củi như vậy. Bố tôi thì rất là kỵ, bố tôi nói rất nhiều, nhưng mẹ tôi cứ nói là phải mua. Mẹ tôi bảo nếu sau này mà tôi hết tiền, tôi bảo hết tiền, hôm nay tôi vẫn còn 1-2 nghìn vẫn mua. Nếu sau này con ông mà nó giống như cái cậu kia thì ai sẽ giúp? Và mãi sau này chú là cái người chứng kiến cái việc đó. Và chú đã viết chuyện ngắn là người bán củi dở hơi, mà đã đăng từ năm 1995. Chú đọc cho mẹ, chú nghe thì mẹ chú bảo là tại sao con lại nói dối. Bởi vì ngày xưa mẹ chỉ mua cái bó củi 2.000 đồng. Tại sao con ghi là 10.000, bởi 10.000 quá to, quá lớn. Người ta không lấy mẹ như vậy. Thì chú nói là ban biên tập ấy, thì họ cứ nói là ghi vào 10.000 để cho nó hấp dẫn. Mẹ chú nói rằng là không được làm thế. Và một thời gian sau thì chú biết rằng là cái người bán củi cũng yếu và đi ra một cái bờ suối thì không may bị nước cuốn trôi. Thì đó là một câu chuyện mà chú rất buồn. Từ những cảm xúc rất nhỏ như vậy thì chú viết lại những câu chuyện đó, những câu chuyện mà mình chứng kiến của gia đình mình, của hàng xóm tất cả. Và nó là cái chất liệu chú tạo nên những cái câu chuyện ngắn mà được xuất bản ở trong cái tập truyện ngắn Chào Cũng Còn. Nó từ những cái chuyện như vậy, chứ nó không phải là những cái chuyện lớn lao gì cả. Và chúng mong rằng là các cháu khi mà chứng kiến những câu chuyện đó, chúng ta có thể ghi chép lại, chúng ta có thể ngồi nói trực tiếp kể cái câu chuyện đó. Và chú cũng giống như cái đội ngũ của chú, đưa những cái bộ phim ấy đến tất cả cho mọi người. Biết đâu những câu chuyện nhỏ đấy gặp được những người đạo diễn, họ sẽ phát triển thành những cái bộ phim. Và biết đâu những cái ước mơ làm phim của các cháu rất nhỏ như vậy sẽ có người hỗ trợ để các cháu làm thành những cái bộ phim đấy. Thì đấy cũng là một phần của chương trình mà mong ước của chú.